Hôm nay em đưa bạn sinh đôi của em qua đây để em làm tóc cho nó. Ôi, nhưng mà hai chị em sinh đôi thật á? Vâng, em sinh đôi mà. Anh có thấy nó giống nhau lắm không nhỉ? Anh nhìn kỹ lại lần nữa đi. Anh cứ nhìn mặt làm gì? Bọn em có đặc điểm nhận dạng giống nhau À, rồi rồi rồi. Anh Bây đi. giờ anh mới tin là hai chị em sinh đôi rồi. Còn nếu mà đứa nào mà bảo không giống thì ra đây gặp anh chỉ cái đặc điểm nhận dạng cho. Thế thì hôm nay em gái là muốn thay đổi kiểu tóc như nào? Em còn đang đi học ấy, cho nên em chỉ muốn nhuộm màu trầm trầm, màu nâu trầm ạ. Ừ, bao nhiêu tuổi rồi mà con đang đi học nữa? Em 17 tuổi ạ. Ui, 2006 rồi, chắc khả năng có anh bằng chú mất. Thì chú làm tao cháu ấy. Ui, trời ơi em ơi. Thôi được rồi, thế hôm nay chú sẽ làm tóc cho cháu nhá. Thế thì hôm nay cháu là đang muốn nhuộm về cái tông màu nâu đúng không? Dạ đúng rồi chú ơi. Rồi, ok, màu nói chung là không quá sáng để còn đi học. Vâng ạ. Thế có cắt sửa lại form một chút không? Giữ nguyên độ dài này cho cháu ấy ạ. Ôi, cực khó quá. Làm sù mì cũng được anh. Thôi thôi, chị đi về chỗ đi. Ừ, rồi hôm nay là chốt là nhuộm về cái tông màu nâu đúng không? Vâng. Và giữ nguyên cái độ dài này, chỉ cắt sửa lại form một chút thôi. Dạ Ok, thế thì chú làm cho cháu nhé. dạ vâng chú ạ.